Ngày 14 tháng 8 năm 2021, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra tỉnh Tiền Giang ban hành kế hoạch số 4225 KH BCD về xét nghiệm sàng lọc người nghi nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Kinh phí ước tính trên 59 tỷ đồng.